Té bự. Té bự nha. Dạ nó cho con bự lấy cái cơm được không anh? Lấy cái cơm thì hết trái bự rồi. Nói chung giờ còn 3 con trái nữa chính á. Vô thử thử đi anh. Rồi. Sao vậy Dũng? Được. Trái nào không được là trái chín rồi. Còn mấy trái chín. Trái thái đi, cho chắc. Thử lại muối đi được. Thử muối lỗ luôn à. Ok mà anh. Rồi ơi, được về rồi, được về rồi. Trái thứ ba. Rồi. Ổn định rồi anh Trang. Sầu riêng luôn. Cái nào mà xịt đĩa lụm thôi chứ đâu mà còn ăn. Rồi nói chung là còn nhiêu đây anh trai ơi? Hết luôn à. Hết sầu riêng. Anh đảo vô đó đi anh. Rồi. Mai ra. Anh ở gần đây không? 6.000 anh. Mới mua không đây nè. Dạ. Tôi mua đây chắc cũng chục ký rồi. Dạ. Người ta ăn cả chục ký rồi mà Dũng không nhớ. Đây là sầu riêng Thái. Các anh mua để các bạn mua để về quê. Về quê hả? À đem về quê nên là nó chín. Nhưng mà về quê xa không? 2 tiếng hả? Về lỡ mà về quê mà khui ra lỡ nó có vấn đề gì đó là quay phim chụp hình cho các bạn nha. Dở cho các bạn bởi vì ở gần nó thì dễ, còn ở xa thì quay phim chụp hình. Ngoài Bắc hả? Uống Dũng. Ừ. À, hai anh trai mua 20 ký. Ngon đấy, ngon đấy. Ăn đỡ cái này đi, người đẹp ơi. Này còn trái kia Dũng, trái gì anh thấy trái dưới đó được á. 100. Đây à, đây. Ở trái đó được á Dũng. Thấy vậy ngon đó nha, trái đó ngon. Còn để cho anh trai sau trái này anh trai ăn sầu gì? Thái hay là ri? Ri 208. Ủa còn trái ri nè không Dũng? Cho anh trai nữa nè. Có lục đi Dũng. Có lục. Mới lục chiều hả? Ồ nhỏ nhỏ nữa rồi. Trái này lấy cơm đi bạn ơi. Có cái muối bên đây đó. Nói chung em cũng sợ anh Tiến mới kêu anh lấy Thái chứ không anh bán lấy ghi rồi đó. Em bán ghi rồi chứ. Coi thôi Trúc ơi, coi thử lắc còn trái nào chín ri chín không em. Bán cho anh khách nè. Thấy rồi Dũng nói chỗ đó thấy rồi. Có luôn. Hết sầu riêng chín rồi, ngày mai mới chín tiếp. Yeah.
mua 20kg nha, 20kg. Không đi vào đồng hả? Còn không Dũng còn cho anh trai hay sao không? Anh trai đợi em xíu rồi. Đợi xíu nha anh trai. Đợi đi, vẫn coi vẫn lục lại sầu riêng thôi. Đó, 20kg đây. Do Đạt đang Đạt với Trúc thì lo bên này là 20kg. Dũng bên kia khui đấy. Mà sao không trả lời? Có hôm qua em nó gọi tài xỉu. À. Tối nay mới lên hả? Ngày ra tiếp. Ừ. Chứ bây giờ mình cố gắng hết sức các bạn. Thôi có thấy được. Đâu 300 237 à. Dũng đọc 405 mình nhìn kêu à 405 là của bé hả à? Của cô đó hả à? Sao em đọc 7 anh tưởng nguyên mới bỏ trái sầu riêng lên đọc 405 anh kêu á anh khách anh cũng ngỡ ngàng được. Ngon không? Rí hay rí? Rí vậy, anh này sẽ là kêu hết rí. Mới lột luôn trái luôn á. Mua nữa không? Hết tiền hả? Nói chung là mai ra ăn nổi nha. Khách mua sầu riêng cứ hết tiền rồi. Hết tiền mà. Ê, hồi nãy mới xách trái để lên trên đó chú. Trái đó căng chưa? 20kg sầu riêng vô mánh luôn. 20kg vô mánh chưa bữa nay trời, bây giờ mà bán sầu riêng mấy ký không vô mánh. 200kg là ngon. Sao đến giờ 20kg là ngon. 20kg là ngon rồi chứ mày muốn gì nữa. Mày muốn bà chủ bà xin hư hả? Bán sạch sành xanh sầu riêng. Hết rồi, ta đã thành công rồi. 237 rồi. Cái này cho anh luôn. Cá thử không anh Long? Hả? Cá sầu riêng 5kg. 6kg. Rồi từ từ. Trái sầu riêng 6kg. Xem thử nó ra sao. Được mấy ký cơm? Ủa chứ phải như thế nào anh? Hả? Nó ra sao cũng như thế nào thôi, gì đâu. Không mà không đúng cái bài bản em chịu anh. À, phải giống như thế nào đúng không? Coi thử tình hình nó như thế nào nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. À. Từ nãy giờ chưa cơm thu tới này xong chắc. Bỏ cơm hả? Bỏ cơm. Trái sầu riêng khổng lồ. Dũng khui trái sầu riêng khổng lồ xem thử như thế nào. Bỏ cơm luôn. Năm ký chín. Xem có bỏ cơm được hay không. Bỏ thiệt á. Để. Bỏ thiệt á. Hai anh trai đang chờ, đang 20kg đang đi mua thùng xốp. Xem thử như thế nào. Vỏ nó hơi bị dày. Hả? Trời, con trai nói sao chén bóc vậy. Nên bước ăn cơm. Cái gì trốn vậy? Hả? Trời. Thái sầu riêng 6kg nó sẽ như thế này. Sao không? Chấp nhận thôi ông bà cô chú à. Hả? 6kg rồi nữa. Giờ em coi anh hồi nãy cãi
kêu anh là sống mà chưa chín mà em lấy nửa lấy nhỏ đi các bạn. Nói sống mà anh cắm đầu khui. Sống đúng không? Sống. Ừ. Sao dễ chứ ạ? Sao anh chịu giờ muốn ăn thì có gì anh nói thì biết rồi. Sống uổng quá à, uổng trái sầu riêng á, khui ra không được. Để cái đó, cái đó để đừng có khui ra, để mai mai khui. Cái này là gọi là tiếc khách mà. Tiếc khách à? À. Tiếc khách mà bỏ trái sầu riêng hả? Ai xong, trái sầu riêng 6kg khổng lồ và cái cách bà chủ bà tiếc đùi đùi. Sầu riêng sống mà dũng khui. Sầu sống anh. Sống. Bà chủ kêu chưa chín kìa. Anh nghe lời bà chủ. Cái mũ chưa nó lên nước luôn rồi mà sao. À. Gần sao lắm. Vậy là khỏi ấy nữa đi, khỏi nhậu đi nhậu đi Dũng ơi. Bị khui mất trái sầu riêng của bà 5kg 9 gần 6kg. Em nói là trái đó nó bị sượng rồi. Để em quay lên trên đây mà hỏi khán giả luôn. Hỏi khán giả kìa. Sao? Em không dám thử nha ông bà của chú. Thử thì dễ bị chữ lắm. Mấy anh chuyên gia sầu riêng vô soi thử ra đó. Nó sống hay là nó sượng? Rồi xong luôn Dũng ơi. Dạo này thiếu bia thiếu cầu nữa sao mà không rung rung tay. Khui sầu riêng rung rung tay sao. Rồi 434 luôn anh trai ơi. 434 ngàn. Hơn chí xíu anh. 434.